Ngày 30 tháng 6 tại Đà Nẵng, Cục Hậu cần Quân khu 5 đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2016. 6 tháng qua, Cục Hậu cần đã tham mưu chỉ đạo, bảo đảm đầy đủ các mặt công tác hậu cần cho lực lượng vũ trang quân khu, xây dựng cơ quan đơn vị trực thuộc vững mạnh toàn diện, đã triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc bảo đảm hậu cần thường xuyên cho các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu, ngành hậu cần quân khu còn bảo đảm quân trang cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn quân khu 11.900 suất, bảo đảm nước chống hạn tại Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum hơn 5.400 mét khối. Hội nghị đã tập trung thảo luận một số vấn đề về nâng cao chất lượng bảo đảm công tác hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chăm sóc sức khỏe trong lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.